Đám tang vỡ òa khi hai người mẹ có con hiến dưới mặt ôm chầm lấy nhau. Nụ cười rạng rỡ của Văn Nhi trong những ngày nằm viện khiến cho chị Thùy Dương, mẹ bé gái Hải An, khi tìm thấy hình ảnh của con gái mình ở đó, đầy tự tin, nghị lực và luôn thương yêu gia đình. Giọt nước mắt của hai người mẹ, trưa ngày 5 tháng 7, chị Thùy Dương, mẹ bé Hải An cùng hiến giáp mạc cứu người trước khi em liền xa cõi đời đến đám tang đưa tiễn bé Văn Nhi. Không khí vỡ òa khi chị tiến lại gần tay mẹ của bé Nhi, hai người phụ nữ đau khổ vì nghị lực ấy ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào nức nở. Ở họ có sự thấu hiểu xót xa của những người trong cuộc. Ở chúng tôi có sự đồng cảm rất lớn. Chị cũng là người mẹ đã vượt qua được định kiến của xã hội để cuộc sống của con mình ý nghĩa tới giây phút cuối cùng. Chị Thùy Dương xúc động khi có thêm một người phụ nữ hiến tặng giáp mạc của con gái trước lúc qua đời. Sau đám tang của bé Hải An, không ít phụ huynh tìm đến chị để chia sẻ. Họ cũng mong muốn con mình giúp đỡ thêm được nhiều người sau khi qua đời. Tuy nhiên cuối cùng nhiều người vẫn không vượt qua được rào cản và sự phản đối từ gia đình và xã hội. Trước tang lễ, chị Thùy Dương đã trực tiếp đến nhà để thắp hương cho bé Phân Nhi. Khi gặp nhau, cả hai bà mẹ đều trùng xuống trong không gian trầm lắng khó tả. Mẹ bé Hải An nhói lên cảm giác nỗi đau như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Như một cơ duyên, mẹ bé Hải An chia sẻ đã từng gặp bé Phân Nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương khi bé đang quá trình điều trị. Tôi nhớ nụ cười của bé Phân Nhi rất giống Hải An, ở sự tự tin và không bao giờ than phiền vì thương yêu bố mẹ. Có lẽ bé hy vọng mình khỏi bệnh rất nhiều. Luống cuống khi gặp lại con, gần nửa năm sau khi bé Hải An qua đời, chị Thùy Dương vẫn tiếp tục tới nhiều bệnh viện với mong muốn lan tỏ tinh thần của con gái mình với những hoàn cảnh không may mắn. Điều an ủi lớn nhất đối với người mẹ này là được gặp lại hai bệnh nhân đã nhìn thấy ánh sáng từ giấc mạc của bé Hải An. Sau khi ghép giấc mạc thành công, thông qua báo chí, người nhận giấc mạc chủ động tìm tới gia đình chị Dương để thắp hương cho bé. Lúc ấy tôi thật sự luống cuống, tôi không ngờ mình được gặp lại con sớm thế, chị Thùy Dương chia sẻ. Nhìn vào ánh mắt của hai người đối diện xa lạ, người mẹ trẻ cảm giác quá độ gần gũi như người thân gặp lại người thân. Ánh mắt ấy không hoàn toàn giống Hải An, nhưng lấp lánh tinh thần của con trong đó. Và một lần nữa, con lại nhìn cuộc sống qua đôi mắt của người khác. Từ nghĩa cử của gia đình bé Phân Nhi, chị Thùy Dương hy vọng sẽ có thêm trường hợp khi rơi vào hoàn cảnh không may mắn, hãy tiếp tục đồng hành cùng bé Hải An để trao gửi tấm lòng tới những người không may mắn. Khi bé Phân Nhi sắp qua đời, gia đình bé mong muốn hiến toàn bộ tạng, nhưng với quy định hiện hành của pháp luật chỉ cho phép hiến giác mạc, còn hiến tạng phải từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, chị Thùy Dương mong mỏi đằng sau câu chuyện này muốn họ sớm xem xét vấn đề và điều chỉnh lại các quy định để tiếp tục cổ vũ những việc làm có ý nghĩa, góp phần cứu sống thêm nhiều cuộc đời. Có mặt tại đám tang bé Vân Nhi, ông Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc ngân hàng Mắt, bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, sau khi tiếp nhận giác mạc của cháu Vân Nhi đang được bảo quản tại ngân hàng Mắt, kết quả đánh giá cho thấy chất lượng giác mạc của bé rất tốt. Hiện các bác sĩ đang tiến hành hội chuẩn để lựa chọn bệnh nhân phù hợp nhất. Nhiều khả năng giác mạc của bé sẽ được tiến hành ghép cho hai bệnh nhân khác ngay trong tuần này. Trên giường bệnh, bé gái 12 tuổi khẽ nháy mắt đồng ý hiến giác mạc khi qua đời. Khi tôi nói mẹ sẽ làm những việc có ý nghĩa nhất để con lúc nào cũng có thể nhìn thấy bố mẹ và ông bà, con khẽ nháy mắt như đồng ý nhường lại ánh sáng cho những bạn nhỏ khác. Chị Vân nhớ lại, để đôi mắt con luôn nhìn thấy gia đình. Trưa ngày 2 tháng 7, sau khi bác sĩ của ngân hàng Mắt thuộc bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ lấy giác mạc của con gái, chị Nguyễn Thị Hải Vân 51 tuổi không còn giữ nổi cảm xúc của mình. Chị òa khóc nức nở ôm lấy cô con gái nhỏ như một thiên thần đang say giấc, rồi chị nhẹ nhàng dùng chiếc khăn mùi xoa lau lại khuôn mặt và đôi mắt của con. Người mẹ ấy đã đưa cho một quyết định đầy trân trọng là hiến giác mạc của cô con gái Nguyễn Văn Nhi, sinh năm 2006, sống ở Ba Đình, Hà Nội, sau khi bé qua đời. Nhớ lại câu chuyện 12 năm về trước, chị Hải Phương nghẹn ngào chia sẻ, khi mới sinh ra tiếng khóc của Phương Nhi nhỏ hơn thông thường. Năm 2 tuổi, cháu hay khó thở, nhưng kiểm tra tại bệnh viện không ra bệnh. Tới khi khám tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ mới phát hiện ra ô nhú thanh quản. Kể từ đó, Phương Nhi phải mổ và đặt ống thở qua khí quản. Cứ khoảng 2-3 tháng, em lại phải nhập viện, bắp ô sùi mọc lên. Tới đây ngày 23 tháng 6, chuẩn bị tới bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ, Phương Nhi bất ngờ sốt cao. Bé vào viện được 2 hôm thì không thở được, dù các bác sĩ tận tình cấp cứu nhưng em ngừng tim, chết não. Đọc câu chuyện ngọn lửa nhỏ Hải An cũng nói về một người hiến tạng, chị Hải Vân đã quyết định sẽ hiến giác mạc của cô con gái nhỏ sau khi bé qua đời. May mắn hơn nhiều, gia đình ý kiến của chị đều được cả nhà đồng thuận, ngay cả những người lớn tuổi như ông bà ngoại. Những ngày cuối của con nằm trên giường bệnh, khi chưa hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nói với con rằng mẹ làm những việc có ý nghĩa nhất để lúc nào con cũng có thể nhìn thấy bố mẹ và ông bà. Con khẽ nháy mắt như đồng ý nhường lại ánh sáng cho các bạn nhỏ khác, chị Hải Vân xúc động kể.
Sau 9 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sáng ngày 2 tháng 7, bé Vân Nhi qua đời. Các bác sĩ tại Ngân hàng Mắt đã tiếp nhận thông tin từ gia đình và kịp thời tiến hành lấy giác mạc của cho bé. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc Ngân hàng Mắt chia sẻ, đây là nghĩa cử cao đẹp nhân ái mà gia đình đã dành cho cộng đồng và những người không may mù lò có cơ hội lấy lại ánh sáng. Phía bệnh viện sẽ tìm bệnh nhân phù hợp nhất để tiến hành ghép giác mạc từ nguồn hiến tặng trong quý này. Cô bé hạt tiêu nghị lực, dù đã học hết lớp 6 nhưng Vân Nhi chỉ nặng vỏn vẹn 28 kg. Cô bé hạt tiêu này luôn nằm trong danh sách những học sinh nhỏ nhất của trường học, nhưng ít ai ngờ đằng sau vóc dáng ấy lại là một nghị lực phi thường và khát khao sống đầy mãnh liệt. Kể từ khi phát hiện em bị bệnh, gia đình của Vân Nhi không thể nhớ nổi số lần đưa em vào bệnh viện. Mỗi lần đưa bệnh viện thì vô cùng vất vả, có tới nơi là em bị sốt do việc mở khí quản phổi gây ảnh hưởng nên em bị sơ và ép xe phổi. Dù vậy, suốt 10 năm qua Vân Nhi không bao giờ khóc, ngay cả khi tiêm truyền. Nằm ở bệnh viện, em vẫn luôn nói với bà ngoại con phải chịu khó ăn mới có thể hồi sức. Đó là lý do trước nay em vẫn ăn rất nhiều, trái ngược với ngoại hình bé nhỏ mà mọi người vẫn thấy. Nguyễn Việt Nga, chị gái của Vân Nhi, chia sẻ câu chuyện về cô em gái nhỏ đầy nghị lực. Dù luôn ốm yếu và mệt mỏi, Vân Nhi vẫn kiên trì với trường và lên lớp hàng năm với danh hiệu học sinh tiên tiến. Mỗi lần vào bệnh viện, cô giáo chủ nhiệm đều quan tâm, dặn dò và các bạn cùng lớp lại chia nhau chép bài cho để Nhi có thể tự học, không bị rớt lại phía sau. Mới đây, khi bước vào kỳ nghỉ hè, Vân Nhi còn mang sách giáo khoa lớp 7 sang nhà ông bà ngoại để cùng học và đề nghị bài nào không hiểu, bà lại chỉ cho con. Những ngày nghỉ cuối tuần, Vân Nhi thường xuyên đi ra phố sách để tìm sách truyện. Em rất thích những món đồ lưu niệm xinh xắn ở nhà sách, nhưng không bao giờ mè nheo, đào quà. Do sức khỏe yếu, Nhi luôn có ước mơ sửa hết viêm phổi để chị mua xe đạp tập đi như các bạn. Mình dự định mùa hè này mua cho em, nhưng chưa kịp thì em đã ra đi. Đôi mắt của Việt Nga nhòe đi khi nói về giấc mơ dang dở của em gái nhỏ. Chia sẻ câu chuyện của bé Vân Nhi với truyền thông có lẽ cũng là một trong những quyết định khó khăn của gia đình. Thế nhưng Việt Nga bảo câu chuyện của em mình có thể làm thay đổi suy nghĩ của nhiều gia đình. Việc lấy giấc mạc không phải gây đau đớn, mà ngược lại đó là những gì tốt đẹp nhất dành cho người ở lại và người đã ra đi.